Rồi, xin chào buổi sáng tất cả các bạn nha. Sáng nay mời bạn cùng mình đi thăm mấy cái chấm lương mà ăn đây. Hôm qua đặt bao chấm. Địa điểm này ngon lắm, không gài lâu lắm, hôm nay đã đặt chấm. Vườn tược mưa gãy lúc này, cỏ lùm bụi. Im lắm, im lắm. Nói chung làng quặng bữa nay hên hên, làng quặng trúng mánh nè. Mà mồi hôm qua thì nói chung không có đỉnh lắm bạn ơi, không ngon. Tại mình hôm qua có mớ cua lại mớ cá, mà cá xào cái sông phim, không có dầu chuối, không có trùng gì chân á. Kệ, không gài chắc lương nó cũng thèm thèm rồi bạn ơi, biết đâu. Cứ hy vọng đi, sáng nay hy vọng cỡ 10 cái đít bự được rồi. Con đường bạn, con đường quê quanh co quanh co quanh cỏ, cỏ không, cỏ thiệt. Đường này chạy là một chiếc xe mà không à, hai chiếc đối diện hơi bị khó luôn á. Rồi giờ lội vô tới điểm thăm chấm rồi, cái dở đít thôi bạn ơi. Sáng chim kêu nghe đã lâu tai quá ha. Mấy cái bờ giờ cỏ lên tới đầu luôn bạn ơi. Dàn mương bạn nhìn nhức gân. Gâu mát không. Mương mà gâu mát này lâu. Lúc trước là lão sang khoái lắm, sang đòn. Khoái đặc lắm. Trời trời trời, cá lóc. Còn hồi sáng nằm trên khô luôn rồi ông anh ơi. Hôm qua nước giật sáng chúng nằm trên khô luôn rồi. Đít cũng phì phì kìa. Dở quá. Sáng nó không vô. Này chủ yếu chính nước chiều hôm qua bạn ơi. Ê, có lương nha, hơi bị nhiều luôn á, hơi bị nặng nè. Rồi, vô. Bà con bạn ơi. Vô. Hình như còn cái gì nặng nặng gì. Hết rồi, hết rồi. Im. Vậy là trúng. Ống đầu tiên thấy có mùi sừng rồi anh em ơi. Có mùi sừng rồi lão đẹp ơi. Lão đẹp, lão kiếm, lão lông, lão sang vậy nè. Lâu quá không đặt chấm, không khè lão lông với lão sang. Mấy lão đó giờ chuyển qua môn bắt ếch rồi. Khu vực mình đây thì nó cái gì đặt chấm đặt cá bóng thì chơi được, chứ bắt ếch mình thua rồi bạn ơi. Tại khu vực mình đây không có ếch. Ba con được con lươn nhì với hai con lươn nhỏ, ba bốn ba con. Im quá. Ống đầu tiên có mùi sưng quá đã luôn. Lươn nãy dính nước chiều qua. Chuyện qua nước lớn lắm, nước lớn lúc trên mé luôn. Sáng này nước cạn. Ngon. Lâu ngày chiến lợi vẫn còn lợi hại quá. Hy vọng là không có ăn đầu bán trâu nữa. Mà không bán nổi đâu. Khu này lương đó giờ đặt điều điều đi hoài. Giàn mương này đó giờ mình đặt không có khi nào thất. Đặt là trúng, đặt là trúng. Mương mà đặt thử con ống. Hôm qua không đủ chúm. Khu này đặt phải cả 30 ống mới vừa. Hôm qua đặt 14 ống mà chưa tới đâu chứ. Nhìn bạn nhìn mương đã. Sáng nằm trên khô hết trơn rồi. Khu gan luôn á. Không sợ lương chết. Ủa, ở đây nè, bên đây bạn ơi. Thời ơi lộn tiệm. Thấy cũng phì lắm nè. Nè phì chỗ này nè. Chỗ này phì nè. Phì nó không phì lên tới đây nổi đâu. Nếu phì lên tới tới đây mà nổi là tới công chuyện luôn á. Là con lươn dữ lắm, bự nữa phì lên tới nổi. Hôm qua nước lên tới đây nè. Hôm qua mình đặt là còn cái chớp vậy không. Ê có lươn nha. Con này bự bự nè. Thấy cũng nặng nặng nè. Con lươn nhì nữa bạn ơi. Im quá. Một em nữa nha. Lươn nó trắng tươi à. Lươn chuối vậy không. Được, 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 được. Chứ mà được. Này mà sáng nay nước vô mà nó ấm luôn. Ngày hôm qua dính nhiều lại nhiều đó chứ. Tới đầu hôm, nửa hôm nước giật xuống là thua à. Đâu vô nữa.
Ê đít này phì nữa nè, phì nữa nè bạn ơi, khu gan luôn này, đặt chúm trên bờ luôn, hết đụng nước luôn rồi, cái hôm dưới là không đụng luôn á. Đặt gì ai đặt lợi, đặt chúm trên trên khô vẫn dính lương tiếu, bao lương chết luôn, có lương nữa nè, bự bự luôn nè, đã không, đặt chúm trên khô mà lương vẫn bò lên ăn nè, anh em thấy Văn Nguyễn đặt chúm ghê chưa. Có tài, ngọt quá, hai con này trọng chứ phải mương này nước kém luôn, đặt ở dưới miếng dính, mấy mương này còn lương nhiều lắm. Đây hai con lương này lương nhì nữa nè, ngon quá đã luôn, ống mà hai con vậy thôi là ống rồi, dạng mương bạn nhìn còn nước găng luôn. Rồi tiếp bạn ơi, mương này mương nhỏ xíu, mương lạng mương ganh nhỏ xíu, thấy cũng ngon ngon, đặt hai hai ống, đầu này ống đầu trên ống, hồi sáng nước khu gan luôn. Túi này có lương không đây, thấy mèo quá, mương này cái đường nước chung ra vô cái khô luôn rồi. Này, cái đầu hôm chấm như nằm trên khô luôn nè. Đâu rồi, đây nè. Nói chung là ống chấm này nằm trên khô rồi đó. Hên xui, biết đâu. Hình như có nha. Đừng con là như xíu. Còn cá bóng nữa. Cũng được, có lương là mừng rồi. Đang nắm giữ một chuỗi bắp cải. Đây, con. Cũng được ha, tiếp tục luôn, hy vọng ống đầu trên giờ mình đặt chúm, mình phải đặt mấy mương lạng lạng nhỏ nhỏ vậy đó, mấy mương nó ít này đặt cơ hội dính lương nhiều, phải là lụm lương ngái luôn. Xếp lép luôn, chúng thì cũng con này. Cũng được. Này đặt sáng nước cạn quá, không nhìn thấy đít phì dữ, không sướng hùng ha bạn. Phải nước không cạn không có nhìn đít phì 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 sướng. Nước mà sao nó còn có nhiêu nè, cái chóp. Nhìn đít phì 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 mê. Dụi lên phì. Mà kệ phì không quan trọng. Quan trọng dở ống chúm lên nặng kịch có lương xong là được rồi. Con này chắc có thể có nè. Thấy cũng phì phì cái đầu dưới nè. Phì sao mà phì bành bung muốn sướng. Rồi chết rồi bạn ơi. Cái này không có lương rồi. Dở thiệt dở. Qua mương luôn. Lại mương, lại mương. Tới lộ luôn rồi. Vui hàng. Rồi ông này có lương chắc luôn rồi. Đầu dưới đó nó mập dữ lắm rồi. Có lương, có lương. Cái bãi rồi nhức cái cây. Rồi nhỏ bạn ơi, không bự. Giòn giòn. Trời ơi. Con lương như mấy cái bóng đó. Nhỏ.
dở quá. Ây da, trời trời, sụp lỗ. Xịt lép luôn. Hay chưa mấy ông đậu ngon quá, mấy ông này chết không ta? Con cái gì nữa? Con gô gô vậy. Để cỡ này cũng được, có là mừng rồi. Này là hôm qua cái cam đặt chúm trên bờ luôn á ta, đâu có đặt dưới mương miếng nào đâu. Tại mấy mương này cũng khó chịu lắm, nước lên thì lên đầy nhóc chứ đó, cạn cái cạn xìu. Có lương nè, ì được nghe nè, đỏ đỏ ì, con gì nè, đỏ con nào nó đỏ, hai con im quá, ăn lương bự luôn á, ngon ha, sướng 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 anh em ơi, quá đã. Lương khu gan không có miếng nhất luôn. Đợi bữa nào nước kém mình lại mình đặt lại mấy dưới với mấy lượng mương thử canh nước cho nó không vô, vô ít á. Cái như này luôn còn dữ, thật con này muốn mém nhất luôn, bự. Rồi tiếp tục. Có mấy ống trên bờ này lội vô ướt nhẹp luôn. Sáng cái điện thoại mình là nó tắm rồi đó, ướt nhẹp và xài nhẹp luôn, dữ lắm lùm. Mà mương đã lắm, mương cô bắt, cô bắt với cô mồm sướng lắm, sướng luôn. Khó khó chơi mới có lưng bự. Đó. Rồi giờ mình lội hơi cho tao ống chấm quay bằng lại chứ, giờ cầm máy vô quay gì thua, không có né nước được, bít bụng như không có đường đi luôn, quần đại vô. Hai quả ống đầu tiên kìa, trên đây 20, 20 đặt 4 ống, thử lửa ống đầu tiên cái biết liền. Ê, này nước còn ngon, mấy mương này nước còn dữ, đỏ 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 đỏ, phải người ta, phải người ta, thấy cơ bộ cũng phì phì mà dẹp dẹp, không phì nhiệt tình lắm, nói chung phì mà không có nhiệt tình lắm. Nước gì vừa nè, sáng mà chấm nằm gì ngon. Thì có nha, đó trọng trọng á, được con lương nhì bằng này nè, ngon lành. Con này là sướng rồi, kể bốn ông bốn con gì cũng được, hỏi con lương nhất. Ước mơ nhỏ nhoi thôi, dính lưng nhất thì mừng. Vô tiếp tục. Qua đây đi. Ông thứ hai. Sáng cái cao mình nó ướt, cái áo mình cũng ướt. Không có chùi được, nó hơi mờ. Mưa này cũng đã lắm. Chị, con gì nằm đi. Hình như phì nè ta, phì nè ha, phì lên tới đây nè, chắc nó đó, chắc lương nhỏ, phơi bự dùi tới trên, chưa biết khui hàng, biết lóc chê, cái ọt, trời 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 trời, nặng nặng nặng, nặng lắm bạn ơi, nghe cái èo rồi sướng sướng rồi đó, nhất coi, nhất coi, thấy nó đặt sạp trong á, thì không không nhất ra, giữa hai con này. Hai con thiệt, ba con luôn quá. Ê trời, ui hai con nhỏ rồi bạn ơi, làm đi ướng đi chứ. Hai con, tại cái này mồi nó còn nhiều nên nó nặng. Hôm qua nhét cái này mồi nhiều gì nó nặng, nặng mồi không phải nặng lương. Rồi tiếp tục cũng được,
Đây đi, hồi ra ngoài rửa luôn. Hy vọng ống trên đây lắm nè, mà không biết trên lộ có ai xuống đặt không á. Sợ trên lộ thì chạy xe xuống ta đặt thôi chứ. Ống này ngon dữ lắm, ngon luôn. Cái da dính gai rồi. Thấy xịt lép vậy, dở quá vậy. Chị tá chỗ ngon hết biết luôn, không có lương là dở lắm á, chia tay luôn á. Chia tay trong mưa luôn á. Mấy chỗ này qua đặt là tin tưởng dữ lắm. Trời ơi, được con lươn chút xíu gì thiệt, cũng được chứ không nhỏ lắm. Cái này canh chua được rồi, canh chua nhai luôn xương. Ông Minh đó chết, hy vọng ông Minh đây gỡ ghẻ lại khu mương này coi. Bốn bóng rồi, có một con hai con chút xíu vậy. Thì như này phì cái gì ta, cái nung dữ nè, có lý nha, cái nung bung quá trời kìa. Có lý, có lý, có lý. Eo cây. Ồ, nhỏ mà. Được, được. Còn nó không hết rồi. Được, chấp nhận được. Đây, còn nữa. Lưng bông, lưng bông. Ây da, cái gì vậy? Xương cá. Muối không? Dắt này còn ống cuối bạn ơi. Gỡ ghẻ lại coi. Ống cuối cùng, ống cuối cùng. Ống này qua đặt đầu tiên. Này sáng thắp cuối cùng. Mùa này đã hết biết không? Cô bắt đồ khuê hết biết. Cô bắt rồi muốn đồ nè. Quá đã luôn, khui. Ê, có phì như nè. Cái khúc dưới có phì phì kìa. Khúc dưới có phì phì mấy khúc. Có đặt ruột không đây? Hay lông le đây không biết. Đặt hay lỏng đây. Nhóm này cái ống qua chuột cắn cái đít. Khui ngược đi. Có lươn lội ra không? Lươn ru vậy? Thì có lươn nè. Đó, được con đó. Hai con. Im nghe. Được bạn ơi, hút vô chót được hai con nè. Ngon lành luôn. Này không có lươn nhất mà được cái lươn trọng trọng, không có nhỏ. Không có lươn chỉ. Gồm gồm chắc hơn ký rồi. Hơn ký là ngon rồi, 14 chấm. Cái này là ăn được chân rồi nè. Cái này là đạt tiêu chuẩn rồi, có tiền rồi. Con vàng nó dám lưng nhì lắm. Nhỏ lưng xô. Nhỏ lưng bồn, lưng nuôi. Rồi thôi về khui thành quả. Sáng nay nói chung cũng thành công. Dính được nhiều lương, dính cũng dữ lắm chứ chơi đâu. Hình như con ống hay ống không dính nè. Còn nhiều dính hết. Lương cũng nhiều chứ, bự bự không. Mương đã hết biết nha. Mương này kỳ sau có lại chiến thêm ống nữa. Đi đặt chấm cái bao chấm nè. Sáng quẩy lương tét chấm luôn, tét bao luôn. Mục dữ lắm rồi, bỏ hôm gài nè. Rượu luôn rồi nè. Đó, đó. Đó, đó. Rồi giờ khui lương các bạn ơi. Rồi dáng này khui thành quả bạn ơi. Tính ra sáng nay con ống mà không chạy à, còn như chạy hết luôn, đã thiệt. Đặt 14 ống mà chạy hết 13 ống luôn á, thấy kinh hồn không? Chúng cỡ đó đó. Đó. Như ống này đầu tiên. Ủa, không phải. Hai con.
đó nè, ba con gì nữa sướng rồi. Một con nè, hai ba con, con lươn thịt, hai con lươn nuôi, mày hai con nữa nè, bự nè, đó một con lươn bông bự, con lươn tơ đó, khá thiệt, không có bự nhà, số lượng nhiều đây nè, con bự nè, nó lươn thịt nhiều, có mấy con lươn nuôi vậy, đặt dí rồi được rồi, con đội hổ gì nữa hả bạn, đó hai con nữa, không hết rồi, hai con nữa, vậy là trúng rồi đó, cái bóng không không có thoát khỏi lời nguyền cái bóng dừa, cả nào cả cũng có con bóng dừa vô chứ. Hơn ký rồi này, hay mà nhiều ra mém mém nhiều ra mua ký rồi, quá đã quá đã, khúc này ít rồi. Ừ, cái này bóng dừa nhóc chân nè, một bóng dừa, hai bóng dừa, hai bóng dừa với con lươn, có nước đầu, nước đầu vô ngon, mấy ống chấm đầu đã hết biết, cặp cặp ba con hai con không bự bự không sao hơi chớt. Mấy ông này nhỏ nhỏ là con lươn ống ống con ê, ông này nặng nè, hai ba con nhìn, một con lươn vàng, hai con, ông này cũng còn hơn ký lô, còn ống cuối. Ồ, ông này nặng nè ta, cũng còn à, đủ hết rồi, rồi hết đó bạn ơi, tổng thành quả nhiêu lươn nè, hơn ký lô, được mới lươn nhì nè, ngon ngon nè, cũng lươn ngon không ha, mấy con lươn này nuôi nè, cái này cũng kho xả nó mình chua được rồi, mà cái này mình cho lên bồn hết, ngon lành, quả im, với lại tại nước hôm qua mình lúc mình đặt là nước nó đầy mương á, cái này phải hai ba bữa nó đặt mới ngon, hai bữa nước chiều nó vô mới ngon. Tại mấy mương đó nó cái mé nó cao quá, đặt tuốt trên mé lươn nó nằm ở dưới nó không vô, thì cái tối cái chừng 7-8 giờ 8-9 giờ nước nó giật xuống cái lươn nó nghỉ đi ăn rồi. Tại hôm qua này là như lươn này đặt thì dính liền luôn á, lươn bự khó vô, để mà mốt canh nước quầy lại cho nó chiến tiếp, chứ khu đó còn lươn nhiều lắm, quá im. Đây lươn đây, lươn đây, mãi vô mãi vô, ai mua lươn không? Mấy chục con là ta hơn ký này, cậu ký 2 ký 3 vậy á, ký không hết, ký lươn bự lại mớ lươn nuôi ngon, một bữa sáng thăm chúm lươn coi như là trúng mánh nha bạn, không có lươn nhất nhưng mà kệ, lâu lâu mình chiến lợi mà, bắt nhỏ trước bự sau. Thôi mình phải đi từ dưới đi lên chứ, mà dạng mương nó lươn lươn trắng không à, con nào nó trắng tươi à, lươn rau mát lươn trắng luôn. Rồi thôi mình cũng kết thúc clip buổi sáng luôn, mà kết thúc clip thăm chúm lươn này nha, hẹn các bạn vào những clip ngày mai nha. Đây là ngon rồi, gỡ ghẻ là được số cua đặt lọt thất rồi. Rồi chào bạn nha, chúc tất cả các bạn ngày mới luôn thành công trong công việc nha, sướng 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 đồ.